Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm trở lại đây, cứ trước mỗi kỳ đại hội đảng Các phe phái đấu đá nhau đủ mọi hình thức, từ tung tin mặt, bôi nhọ, hạ uy tín lẫn nhau đến đấm sắp mặt của các đối thủ chính trị của mình Mỗi bên đều dựa vào các trang mạng xã hội hoặc lập ra những trang blog riêng để tấn công, góp phần làm đội ngũ này còn có những phóng sự điều tra công phu, thuyết phục bạn đọc cùng những số liệu tư liệu bác bỏ đăng trên các báo chính thống tham gia vào trận chiến tranh giành quyền lực của các chính trị gia. Hầu hết bài vở đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội có nguồn tin thông tin và nhận định logic, bài bản, khoa học và chuyên nghiệp. Các trang quan làm báo vua làm báo ra đời từ đầu năm 2012, đối tượng tấn công là ông Nguyễn Tân Dũng và Bộ Sậu. Trang Tư Sang Nham Hiểm có từ tháng 4 năm 2014 nhắm vào ông Trương Tấn Sang, vân vân. Nhưng dung chuyển cung đình nhất phải kể đến trang Trần Dung Quyền Lực. Trang Trần Dung Quyền Lực xuất hiện khoảng tháng 10 năm 2014 trước hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng khóa 12 diễn ra vào tháng 1 năm 2016. Hầu hết các bài viết nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Hòa Bình và một người và một phần chuyện của Nguyễn Bá Thành bị đầu độc phóng xạ. Chân dung quyền lực vái lên những bí mật thâm cung bí sử, những điều mà dân chúng khi đọc đều không khỏi kinh hoàng vì sự dối trá, tham nhũng và hư đốn của cán bộ cao cấp trong giới lãnh đạo thượng tầng quốc gia. Tất nhiên nếu không có tay trong nội bộ đảng tuần tài liệu thậm chí lập ra những trang web đó thì khó có ai có thể viết được như thế. Sau khi vụ án Vũ Nhôm nổ ra, người ta càng hiểu rõ trang chân dung quyền lực là của ai, mục tiêu của nó là gì và nhắm vào đâu. Năm 2015 nhất là thời điểm sắp diễn ra đại hội, đã xuất hiện nhiều hơn những bài viết tấn công trực diện vào những ứng viên nặng ký cho bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản. Những status của những cây bút tên tuổi công khai ra mặt chỉ trích Hàng loạt đơn thư tố cáo của các giáo sư lý luận của cựu lãnh đạo cấp cao của lão thành cách mạng được tung lên mạng xã hội rất quyết liệt như muốn kết thúc trận đấu ở hiệp cuối cùng. Còn nhớ sức mạnh của mạng xã hội có ảnh hưởng đến nỗi, ngày 12 tháng 9 năm 2012, chịu hết nổi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lệnh cho đàn em ra công văn số 7169 trên VPCPNC do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng ký nêu rõ. Các bộ ngành các địa phương, lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động. Còn chưa đầy 10 tháng nữa Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức mở màn. Từ nay đến thời gian khai mạc đã được chốt vào tháng 1 năm 2021 chỉ còn khoảng 3 kỳ hội nghị ban chấp hành trung ương nữa là tới đại hội 13. Hội nghị trung ương 12 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2020, có thể phải rời lại bởi dịch Covid-19 hoành hành khi mà số ca nhiễm bệnh ở Việt Nam đã vượt quá con số 60. Ở cơ quan đầu não trung ương tam trụ bỗng im hơi lặng tiếng bởi sự vắng mặt khó hiểu của tổng tịch Nguyễn Phú Trọng lẫn bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Khẩu hiệu trong mùa đại dịch chống dịch như chống giặc được đưa ra Người ta thấy chỉ có một mình ông Nguyễn Xuân Phúc Vũ Đức Đàm tả sung hữu đột bờ phờ vì chỉ đạo chống dịch Ngược lại sự im lặng đáng sợ của nhiều quan chức cấp cao khác thật là khó hiểu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thấy xuất hiện đã 20 ngày bản thân ông Trọng đến giờ này sức khỏe xa sút thấy rõ hồi phục sau đợt đột quỵ hôm 14 tháng 4 năm 2019 tại xứ Kiên Giang nơi căn cứ mạng nơi căn cứ địa cách mạng nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng nhưng ông vẫn bị di chứng nặng nề khuôn mặt hốc hác già nua tay yếu hai chân đứng không vững đi xoắn vì vậy ông Trọng tránh hầu hết các sự kiện quan trọng có vẻ như ông Trọng chỉ xuất hiện khi họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nơi cần có ông chỉ đạo và quyết định cuối cùng. Bạn thân người bạn học tri âm học với ông Trọng ở Trường Đại học Tổng hợp, phóng viên chiến trường và cũng là cựu quan chức của vụ báo chí Văn phòng Chính phủ của ông Dương Đức Quảng. Trong nhiều bài viết của mình, ông Dương Đức Quảng ca ngợi ông Trọng là con người bình dị, tài đức vẹn toàn, không màng danh lợi, không vun vén cá nhân. Ông Hoàng từng viết chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người tử tế và rất chu đáo. Cách hành xử với thầy cô, các bạn luôn có nghĩa, có tình, có trước, có sau. Ông Quảng qua đời hôm 19 tháng 1 năm 2020, thọ 75 tuổi. Thủ tướng Phúc đến, ông trọng chỉ gửi vòng hoa mà không trực tiếp viếng vì lý do sức khỏe. Lần xuất hiện gần nhất là hôm 27 tháng 2 năm 2020, ông trọng xuất hiện để tiếp các đại sứ trình quốc thư. Về phía chủ tịch quốc hội lần xuất hiện gần nhất của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại sứ Ấn Độ hôm ngày 28 tháng 2. Câu hỏi dẫn lên có hay không một khoảng trống quyền lực nhất định đang xảy ra ở Ba Đình. Cũng như các cuộc đua trước, đại hội 13 được nhiều người đánh giá cũng không êm ả gì khi các bộ sậu đấu đá ngầm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chỉ thị 35 CT trên TVK ban hành tháng 5 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn 26 HD trên BTC TVK tháng 10 năm 2019 nhằm thực thi nội dung chỉ thị 35 TC CT TVK về về Đại hội Đảng các cấp nêu rõ kiên quyết sàn lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín, giảm sút thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng, không dám bảo vệ, thấy sai, không dám đấu tranh. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế quy định hiện hành của đảng, nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm quan liêu cửa quyền thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân bản thân vợ hoặc chồng có hoặc con có vi phạm các quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan đơn vị bản thân cán bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao nếu đúng như tinh thần của các văn bản đó thì đại hội 13 của đảng cộng sản việt nam sẽ bầu ra 200 vị thánh chứ không phải là người phàm nữa trong khi tìm một người bình thường trong hàng ngũ quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam không ra Bởi họ mang hình hài là con người nhưng không còn là con người nữa Lấy đầu ra thánh để mà bầu vào Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hôm 23 tháng 9 năm 2019, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đưa tin vụ việc 9 người Việt đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rồi bỏ trốn tại Hàn Quốc sự việc diễn ra từ hồi tháng 12 năm 2018 trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Đã gần một năm câu chuyện được sới lên làm dùm beng trên báo đảng cả nước chắc chắn không có chuyện tình cờ. Tại sao không công khai danh sách chuyên cơ chở 9 người trốn lại ở Hàn Quốc? Công khai danh sách hành khách trên chuyến bay VN0054 tại sao không công khai danh sách trên chuyến chuyên cơ chở 9 người trốn ở lại Hàn Quốc. Sau khi chủ tịch Hà Nội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung báo đã xác định ở hạng C của chuyến bay VN0054 là 15 trên 21 người dương tính với Covid-19 và một người ngồi hàng economy cũng dương tính thì báo chí và mạng xã hội liền phanh phui danh sách hành khách và sơ đồ ghế ngồi trong khoang thương gia. Nào là cô Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân 17, ngồi, ngồi ghế 5K. Giáo sư lý luận Nguyễn Quang Thuấn, nhân 21, ngồi ghế 5A. Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Nguyễn Trí Dũng âm tính sau 3 lần xét nghiệm, ngồi ghế 1A. Rồi danh sách 12 cán bộ cao cấp đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư thăm và làm việc tại Ấn Độ dự kiến ngày 23 tháng, 23 tháng 2 đến 27 tháng 3 năm 2020. Định chơi mút mùa, có đóng mộc đỏ được công khai minh bạch. Chưa hết báo cáo nhanh kết quả điều tra trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại Trúc Bạch, Ba Đình của Sở Y tế Hà Nội lúc 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 năm 2020 cũng công khai bệnh nhân Nguyễn Quang Thuấn, nghề nghiệp Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, địa chỉ số 7 Nguyễn Khắc Du kèm theo diễn biến ông Thuấn tiếp xúc với ai, từng giờ nào và ngày nào. Còn nữa, Vinhomes chú đáo ra thông báo về việc cách ly hai cư dân tại tòa nhà R2, R6 trong dịch Covid-19. Trong đó một cư dân đang ở tòa nhà R2 khu căn hộ Vincoms Rozo City đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 21 ngay trong ngày 8 tháng 3 năm 2020. Cư dân mạng cũng được cơ quan chức năng thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định. Thậm chí ngày 11 tháng 3, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình đã gửi văn bản tới Ủy ban nhân dân quận huyện, các cơ sở, ban ngành trong thành phố đề nghị phổ biến rộng rãi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN0054 ngày 2 tháng 3 năm 2020. Tại Hà Nội, Chủ tịch Trung cũng sốt ruột. Vấn đề thách thức nhất là chúng ta phải tìm ra 27 hành khách còn lại ngồi hạng C chuyến chuyến bay VN0054 vì trong đó có rất nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch. Danh sách hành khách trên chuyến bay VN0054 vô tình bị công khai hóa vì nỗi sợ hãi của ban chỉ đạo phòng chống dịch, dù khách hàng trên chuyến bay này chỉ là nạn nhân hoặc bệnh nhân của sự lây truyền của corona virus. Trong khi đó, chuyên cơ của Quốc hội chở 9 người quá giang và trốn lại Hàn Quốc có dấu hiệu của tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn ở nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định theo Điều 275 Bộ Luật Hình Sự thì danh sách 9 tên mãnh lòng quá giang trên chuyên cơ quốc hội vẫn giữ bí mật, coi cử tri là đồ dễ rách. Lẽ ra danh sách và sơ đồ ghế ngồi của quan chức quốc hội và 9 tên quá giang phải công khai như danh sách và sơ đồ của khoang C của chuyến bay VN0054. Thậm chí quốc hội phải trích xuất camera trong khoang máy bay để biết quan chức nào ngồi gần hay nói chuyện với 9 tên quá giang đó để chứng tỏ mình không liên lụy. Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng là người nắm danh sách của 9 tên quá giang được gọi dưới tên Mỹ Miều, doanh nhân Tháp Tùng đi xúc tiến đầu tư với phòng thương mại nước bạn. 9 tên này trốn ở lại là doanh nhân trá hình, Bộ Công an cần khởi tố và để điều tra xem ai tổ chức đưa 9 người này lên chuyên cơ bằng danh sách trí trá. Uy tín của bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị sút giảm đáng kể mặc dù bà xem như đã hết cửa chạy đua trong tái cử tứ trụ Quốc hội 13 năm 2021 tới đây. Tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành quy định 205 QĐTVK về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Có lẽ vì nhận ra lối làm nhân sự mập mờ phe nhóm, vì vậy hôm ngày 25 tháng 9 năm 2019, tạp chí Tạp chí Cộng sản phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tham luận của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Thông, trợ lý Chủ tịch Quốc hội nêu một số ý kiến đề nghị nên công khai danh sách 200 nhân sự quy hoạch trung ương khóa mới để đảng viên biết và giám sát, nhân dân phản biện, đóng góp ý kiến. Cần xem lại bất cập trái nguyên tắc tập trung dân chủ của quyết định 244 rằng quyết định 244 thực sự có vấn đề và dân chủ. Các ứng viên lãnh đạo cần có chương trình hành động cụ thể. Đại hội trực tiếp bầu bí thư. Việc Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Thông người giữ chức vụ trợ lý của bà Nguyễn Thị Kim Ngân bạo miệng như thế cũng là điều đáng chú ý. Tại phía Nam, cựu bí thư Lê Thành Hải, người có 4 khóa tham gia Bộ Chính trị Trung ương, hai khóa ngồi Bộ Chính trị, kiêm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị kỷ luật và bêu tên phương tiện truyền thông cả nước cũng gây rúng động dây chuyền. Người đứng ngồi không yên chính là ông Võ Văn Thưởng. Bởi chiếc ghế dành cho ông ở Đại hội 13 rất mong manh và lắm kẻ nhòm ngó. Sới vật mùa xuân năm 2021 đang đi vào khúc cuối. Danh sách 204 ứng viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị khóa 12 phê duyệt. Những ai sẽ là trường hợp đặc biệt khi đã quá tuổi 65, những ai sẽ may mắn được chốt vào danh sách ứng viên Bộ Chính trị khóa mới, dự kiến thông qua tại hội nghị Trung ương 12 sắp đến. Dưới đây là những nhân vật sáng quá dự định sẽ lọt vào danh sách Bộ Chính trị khóa 13 cũng như chức vụ mà họ là ứng viên. Thứ nhất, Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 quê ở Thái Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ứng viên Tổng Bí thư. Thứ hai, Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 quê ở Quảng Nam, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng viên Chủ tịch nước. Thứ ba, Trương Thị Mai sinh năm 1958 quê ở Quảng Bình, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận Trung ương, ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội. Thứ tư, Trương Hòa Bình sinh năm 1955, quê ở Long An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, ứng viên Thủ tướng. Thứ năm, Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ứng viên Thường trực, Ban Bí thư. Thứ sáu, Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng viên Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Thứ 7, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961, quê ở Phú Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ứng viên Phó Thủ tướng. Thứ 8, Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê ở Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, tái cử, tái ứng cử Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thứ 8, Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, tái ứng cử Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Thứ 10, Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long, ủy viên Bộ Chính trị, tái ứng cử trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thứ 11, Vũ Đức Đam, sinh năm 1964, quê Hải Dương, ủy viên Trung ương Đảng, tái ứng cử phó thủ tướng Chính phủ. Thứ 12, Lương Cường, sinh năm 1957, quê ở Phú Thọ, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng viên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 13, Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, ứng viên Bộ trưởng Bộ Công an. 14. Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê Quảng Bình, Bí thư Trung ương Đảng, tránh án tòa án tối cao, ứng viên trưởng ban nội chính Trung ương. Thứ 15. Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư Trung ương Đảng, tái ứng cử chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thứ 16. Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê Hậu Giang, Bí thư Trung ương Đảng, tái ứng cử chủ tịch Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 17. Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh văn phòng Trung ương, ứng viên trưởng ban dân vận Trung ương. 18. Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê ở Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ứng viên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. 19. Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê Thái Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội. Từ nay đến đại hội sẽ còn không ít những trận thư hùng nảy lửa trên báo chí chính thống, lẫn các trang mạng xã hội, các phe nhóm đang ấp ủ âm mưu sâu nhằm trình diễn những tuyệt kỹ cung phu, những đòn đánh kinh hoàng để hạ nóc ao loại bỏ đối phương trong những phút bù giờ. Gươm đã tuốt ra khỏi vỏ, chúng ta hãy chờ xem. Nói vẫn nói tuyên truyền vẫn cứ tuyên truyền rằng thắng lợi thành công các kiểu như Đảng Cộng sản Việt Nam không thể phủ nhận con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và giải phóng dân tộc của họ đã hẳn hoàn toàn thất bại và phá sản. Cứ cho rằng mục đích ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là thứ nhất xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội để toàn dân được làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Thứ hai, giải phóng dân tộc khỏi cảnh cu li tôi tớ dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật như vậy trong suốt 90 năm thành lập và 75 năm nắm quyền cai trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại hoàn toàn cả hai mục đích đề ra. Xin dẫn chứng như sau. Xây dựng chủ nghĩa xã hội đã có nhiều chủ trương đường lối chính sách, thậm chí có cả kế hoạch đi tắt đón đầu dưới thời của Tổng Bí thư Lê Duẩn để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Nào là đưa dân tộc đi kinh tế mới nào là cải tạo công thương nghiệp nào là đánh tư sản bại bản để tịch thu máy móc hãng xưởng kho tàng công cụ sản xuất của tư nhân về tay nhà nước nào là tịch thu dụng đất dồn dân vào hợp tác xã làm công ăn điểm nào là ngăn sông cấm chợ toàn bộ sản phẩm nhân dân làm ta phải dồn về một kho của nhà nước từ cây kim sợi chỉ cây củi quả trứng nhà quản lý tất tần tật rồi phân bổ lại cho dân thông qua tem phiếu nhà nước cấp Kết quả thực hiện dân đói giã hỏng suốt hàng chục năm trời, nhà nước buộc phải mở cửa phát triển theo mô hình kinh tế thị trường kiểu tư bản dễ chết. Giấc mơ tiến lên chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn thất bại. Giải phóng dân tộc hy sinh hàng triệu người để đánh Pháp đuổi Nhật với mục đích giải thoát nô lệ để toàn dân không còn bị bóc lột, không còn cảnh cu ly làm tôi mọi cho bọn đế quốc. Khi đánh đuổi được rồi thì chủ trương của đảng đưa dân qua các nước ấy làm mướn làm cu ly để cho chúng sai khiến trên danh nghĩa xuất khẩu lao động. Những bài báo, những pano với nội dung muốn thoát nghèo hãy tham gia xuất khẩu lao động hoặc xuất khẩu lao động là chìa khóa thoát nghèo hiệu quả đã nói lên công cuộc giải phóng dân tộc của đảng đã thất bại một cách thảm hại. Khi tôi trao đổi điều này với ông đảng viên cựu chiến binh và nói đảng của ông đã thất bại hoàn toàn rồi. ông còn hy sinh cống hiến cho mục đích nào nữa mà không chịu rời khỏi tổ chức thất bại đó đi? ông ta chống chế, mày đừng có phủ nhận vai trò giành độc lập và thống nhất hai miền đất nước. thử hỏi lãnh thổ vẹn toàn như ngày nay là nhờ ai? tôi bực bội. ông nên nhớ không có đảng cộng sản thì không có vụ chia đôi đất nước để rồi tốn xương máu thống nhất đất nước đâu nha. và ông cũng cần phải biết rằng đất nước đã chính thức độc lập dưới thời của chính phủ Trần Trọng Kim trong giai đoạn đó đảng của ông đang còn trốn chui trốn nhủi trên rừng để tìm cách cướp chính quyền đấy ông hiểu chưa thiết nghĩ đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn thất bại trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội cứ cho lý tưởng ban đầu của họ là dứa đi vậy thì lý tưởng ấy đã phá sản rồi còn lý tưởng gì nữa mà đảng tồn tại nữa mà không chịu giải thể Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho công thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi